Rồi hello anh em nhá. Xin chào anh em quay coi nhá bản MacBook của mình hôm nay này. Thì hôm nay tiếp tục lên cho anh em hai cây MacBook Air màu gray các bác nhá, đời 2019 2020. Đó ngoại hình cũng tương đối nó keng mọi người này. Đó không có nó không có cần móp gì đâu nhá. Khá là đẹp. Bắt đầu lấy máy nào thì là để là gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em qua Zalo mọi người nhá. À, cây này là cây 2019 này. 2019 này, i5 RAM 8 ổ 128 nhá. À, để cho các bác cây này với cái giá là 2 8 triệu 800 nghìn nhá. 2019 màu gray. Đấy mặt trước mặt sau rất là đẹp này. À, số IMEI của máy đấy mọi người nhìn nó rõ không? Máy và vỏ thì trùng số IMEI giúp em nhé. Mở máy ra một tay rất là ngon. À, đây màn hình rất là đẹp với màn hình có này Retina 2K cho em nhé, màn Retina tràn viền 2K này. Phím này, màn hình của máy này tương đối là đẹp. Đó sẽ cho mọi người xem qua về cấu hình của máy nhé, giới thiệu này. Con này là đang chạy macOS, em để chạy macOS Big Sur các bạn nhé, có thể cài lên hoặc cài xuống tùy mọi người, nhưng mà bản dùng tốt nhất thì vẫn là Big Sur hoặc là Catania các bạn nhé. Đấy mọi người xem đây, số IMEI trùng với số IMEI của số series á, trùng với số series của vỏ các bác nhá. Yên tâm tuyệt đối này. RAM 8 này. Ổ lưu trữ con này là 128 nhá. Đấy 8 triệu 8 mà mua được 2019 thì là quá tuyệt vời luôn rồi các bác nhá. Bình thường các bên đang bán tầm 10 triệu cơ mà. Đấy giới thiệu về máy này. À, giờ để mọi người xem pin đấy nhá. Con này nói chung là dòng MacBook Air thì là pin nó trâu hơn dòng MacBook Pro các bác nhé. À, tuy là cái dung lượng pin của nó không cao bằng MacBook Pro đâu, nhưng mà cái dung lượng để mà sử dụng thì nó được thời gian được lâu hơn nhé. Đó, nhưng con này sử dụng được tầm với cái độ 5 tiếng đấy thì ra khá là ngon. À, đây test màn cho mọi người này. Đấy mọi người nhìn thấy không, màn rất là trắng đều, không hề ám ố hay là lưu ảnh như màu gì đâu nhá. Đó màu trắng rất là đều màu nhá. À, cho mắt xa cho mọi người xem này. Đó màu đỏ đây, nói chung là màn màn đẹp, màn zin nhá mọi người nhá. Máy này là nguyên zin chưa sửa chữa đâu nhá, vì mọi người có thể test thoải mái cho em. Máy thì là nói chung là con nào có sửa chữa thì em báo nó có sửa chữa, con nào zin thì em báo là zin. Đó màu lâu màu xám đấy, đấy em, màn hình khá là đẹp. Tất nói chung là chức năng màn hình là đẹp kem, ngoại hình cũng tương đối. Máy đi full hết chức năng nhé, từ camera các kiểu camera đây. Full hết chức năng không lỗi lầm gì cả. À, em sẽ test loa và test loa cho mọi người bằng YouTube nhé. Bắt wifi rồi. Con này dùng khá là mượt. Đây vuốt vuốt này. Đó mọi người đang vuốt lên vuốt xuống này. Dùng khá là ngon. Đó, âm thanh để mắc loa lên nhé. Cái này đang ngắt loa đây rồi. Tiếp theo đi cho mọi người một cây nữa nha mọi người nhé. Một cây E. Cây này đời, đời đời cao hơn con lúc nãy, con này là đời 2020 các bác nha. À, con này cũng là màu gray luôn. Con này là cấu hình nó cao hơn con lúc nãy một tí, là con này i5 RAM 8 ổ 256 nhá. Đấy ngoại hình thì là nói chung là cũng có phẩy nhẹ thôi.
giá bán con này thì nó hơn hơn chục củ một chút mọi người nhá, nó đắt hơn kia tầm cái độ 2 triệu. Thì mọi người sở hữu cho em được con 2020. Khá là ngon, nói chung là nó chỉ phải nhẹ thôi, bò gọi là cấn móp thì nó không phải các bác nhá. Cấn móp thì nó không phải cấn móp. À, ngoại hình là màu gray này, máy màu gray này. Ngoại hình đây, khá là đẹp. Được cái là máy như máy này thì là vẫn là nguyên zin mọi người nhá, đời 2020 mà. Số 20 của máy đây mọi người check cho em nhá. Check thoải mái cho em. Con này thì vẫn mở máy ở một tay thoải mái nhá. Chỗ bị thì tay là màu xi màu gray mà. Bảo mật vân tay cái con đều bảo mật vân tay ok hết cho em nhá. Màn con này là màn Retina 2K 13,3 inch các bác nhá. Đó, mọi người nhìn nhá. Chất lượng hiển thị của màn khá là đẹp. Retina 2K mỏng nhẹ. À, cái 2020 thì nó hơn được cái con 2019 một một điểm, là 2020 thì là 2020 là bàn phím cánh bướm mọi người nhá. À, 2020 là bàn phím cắt kéo, còn 2019 là bàn phím cánh bướm đó. Con 2020 này thì là của nó là 1.1 loại tứ. Đấy, 1.1 loại tứ, còn con 2019 thì nó lại là bản 1.6 loại kép. Con 2020 để dùng văn phòng các kiểu thì ngon mọi người nhé. Ổ 256 này dùng văn phòng hay dùng tất một số chức năng cơ bản thì con này khá là ngon cho em nhé. À, đấy pin thì nói chung là pin máy này thì cũng tầm ngang nhiều máy kia thôi, tầm có độ 3K6. Nhưng mà đời 2020 thì nó tối ưu pin nó tốt hơn, nhưng con này dùng thời gian thì nó khoảng lâu hơn đấy. Dùng pin con này chắc được tầm có độ 6 tiếng đi, 5-6 tiếng. À, bác nào lấy máy thì là lại follow và mọi người IB cho em, nhắn tin cho em mọi người nhá. Nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cũng được, số Zalo em có ghi vào trong phần mô tả và phần bình luận đấy. Đây màu của nó đây, màu sáng đây, cực kỳ đều màu luôn nhá. Màu đỏ đây mọi người này, không hề ám ố hay lưu ảnh lưu màu. À, nói chung em bán máy thì là cũng check rất kỹ cho mọi người rồi. À, bác là lấy máy thì là lấy máy thì cứ gọi cho em cũng được, hoặc là nhắn tin mọi người nhé. Em sẽ quay video, nếu mọi người cần thiết thì em sẽ chụp ảnh lại video lại cho mọi người kiểm tra. Ok thì mọi người nhận. Chức năng này full hết các bác nhá. Nói chung máy này thì em bán cho mọi người thì bao test mỗi một đổi một cho mọi người trong vòng 10 ngày cơ. Bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm mọi người nhá. À, mua máy thì là được tất cả máy này thì là đều được mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nhá. Mọi người được kiểm tra thoải mái. Giao hàng thì bên giao tiết kiệm cực kỳ an tâm. À, giao hàng em sẽ sao theo diện là hàng dễ vỡ cộng giá trị cao luôn các bạn nhá, hàng dễ vỡ cộng giá trị cao luôn nên lại rất là yên tâm. Mình em gửi hàng trăm con rồi, hàng trăm hàng mấy trăm con rồi nên là không bao giờ bị làm sao cả các bạn nhá. Âm thanh đây. Đấy, âm thanh rất là hay và hiển thị cực kỳ đẹp quá bác nhá.
Đấy, rất là mượt các bác nhá. Dòng này dùng cũng khá là sướng ấy. Thank you.